Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết có buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác hội thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và các sở ngành, đơn vị thành phố liên quan. Sau báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đề xuất kiến nghị thành phố một số nội dung liên quan đến việc tạo điều kiện xây dựng, phát triển các loại hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là công tác phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố, việc triển khai xây dựng hạ tầng các vùng đã được quy hoạch sản xuất nông nghiệp, thực hiện chỉ thị 59 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, một số vấn đề về công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, kế hoạch đầu tư các dự án rau, củ quả công nghệ cao cùng một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn thống nhất một số giải pháp kiến nghị của Hội Nông dân thành phố đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời đề nghị hội cần có đánh giá cụ thể và thực tiễn về tiềm năng dư địa trong sản xuất nông nghiệp của thành phố. Phó Chủ tịch thành phố cũng nhấn mạnh trong quy hoạch chung, thành phố vẫn ưu tiên dành quỹ đất cho nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Vì vậy, các cấp hội nông dân cần tăng cường liên kết chuỗi, nhân rộng các mô hình nông nghiệp hợp tác xã quy mô lớn, làm tiền đề và cơ sở để phát triển trong giai đoạn sau này. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao hoạt động của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố trong thời gian qua, đề nghị các cấp hội tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết 43 và chỉ thị 59 của Bộ Chính trị, nghị quyết 02 của thành phố, cũng như kết luận 61 của Hội Nông dân Việt Nam, trong đó tập trung về định hướng phát triển nông nghiệp, giai cấp nông dân, phát huy vai trò của Đảng đoàn trong phản biện, giám sát và hậu giám sát, kịp thời phản ánh, nắm bắt thông tin và đề xuất hướng xử lý với những tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân. Tôi đề nghị là tăng cường cái việc nắm bắt thông tin và cái chuyện là đề xuất để mà giải quyết những vấn đề bức xúc trong nông dân. Nhất tôi nói những cái vấn đề giải tỏa đền bù, những vấn đề tái định cư, những vấn đề hậu giải tỏa đền bù, chính sách an sinh xã hội thì chắc chắn là hội nông dân là cái cơ quan gần nhất để mà nghe tiếng nói của người dân bị ảnh hưởng bởi những vấn đề như thế này mà kiến nghị với thành phố. Rồi đề ra những cái chính sách để mà phát triển nông nghiệp nông thôn, để xây dựng nông thôn mới, để hỗ trợ nông dân, nhất là những nông dân có hoàn cảnh khó khăn, nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid, rồi hàng loạt cái đối tượng xã hội liên quan tới nông dân và nông thôn khác. Thì tôi đề nghị là có 7 cái nhóm trong cái vai trò tham mưu đề xuất của hội nông dân. Thì tôi đề nghị các ông chí quan tâm tập trung để mà tăng cường hơn nữa về tiến độ, về chất lượng, về cái sự xuất hiện của Đảng đoàn hội nông dân trong cái bầu không khí chính trị chung của thành phố, trong cái sinh hoạt của thường trực của Ban Thường vụ Thành ủy. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp hội nông dân thành phố tiếp tục tập trung tuyên truyền, quán triệt các chủ trương từ trung ương đến địa phương, điều chỉnh quy chế làm việc của Đảng đoàn hiệu quả hơn, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, đa dạng hóa các mô hình tập hợp hội viên nông dân, nhất là các mô hình tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp, chủ động học tập các mô hình hay, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường liên kết chuỗi, xúc tiến thương mại, đảm bảo cung cầu trong sản xuất. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị các cấp hội nông dân thành phố phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP địa phương, động viên ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế biển của thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.